Đây tiếp tục cả nhà ơi, một cái lợp tiếp theo. Quá trời luôn, kinh hết trơn rồi. Xúc cây luôn rồi nè. Chắc có cá bự. Ơi xúc rồi. Đừng có con cua nào có cá là được các bạn. Còn không? Còn bự. Đấy, cá bự các bạn. Cá bự lắm rồi. Hỏi ngoài đầu cá vậy là bự. Ê, ê chết bỏ nghe Long ơi. Cua cả chứ. Cãi vã đi bắt cá chứ đi. Thấy chưa? Vô lại đây cầm. Lọt vô trong máy đi. Để trong này nè, có ruột cũng còn. Cái hôm nè. Nghe cái bút này tôi đi tôi lại nhiều lần nghe là bình thôi rất nhỏ thôi. Ủa bự nè. Tay mà không có. Đó. Đây nè, của tỏi cầm thấy hen nè. Đây. Đây. Cứ xích méo méo trong đây. Bỏ luôn. Cá nó còn nửa ký không trời? Có. Cá 400-500 gram có đấy các bạn. Hơn 400. Nửa ký. Thì mình nói chìm chèm khoảng khu đó thôi cho ai trả giá trả chứ biết nhiều đâu. Thì khoảng 400-500. Bữa hổm bữa hổm đặt cái dạ lọp nó bung nó trơn luôn mà nhóc trơn luôn mà bị sảy không các bạn ơi. Nó nhém nữa cua vô đó nó giải phóng nữa rồi. Thằng nào dính cá bự cũng vậy. Con cua nó vô nó giải phóng trơn. Cũng tính ra đặt đường này ngon đường kinh nhiều ha. Đấy, kinh không chạy cá anh trời. Bữa nay có thằng Long hên quá các bạn. Móc xuống mà lên giỏ lập nữa Long. Nè, tiếp tục các bạn. Nhét ớt chịu luôn không? Tới lập. Bùm không? Ở nghiêng bên này có tỏi. Cá rô chắc vào luôn. Lỗ cá rô luôn. Cá rô nó về chiên rồi đó, mới chết. Đó. Hai con luôn, không phải con nữa. Rồi bà báo vô. Cua động. Cua Bắc Kinh vô. Ui da. Ui da. Không biết. Chị giả cua đồng nấu canh cua. Chắc tới 12 giờ đêm mới có ăn quá. Hả? Cá hả? Cá lá chiên, em về cho Long chiên được đó. Cá mới. Cua vô kẹp có nửa đùi. Dạ, cá mòi. Cho ếch. Để tiếp tục các bạn. Tại cái đạn vô lũ luôn. Ê, vậy lắm. Trời ơi, trời ơi, báo này trời. Trời ơi, trời không báo. Thôi, của tỏi chạy đi, chơi vậy. Đó, kêu tắt nó càng lên ga nữa không nội. Thì nó
nó tới đây chỉ gì nè. Để người ta tắt, kêu tắt kế bên. Trời ơi trời. Quá kìa, nó tắt mà kêu tiếng Việt đó kìa. Quá càng kêu tắt càng lên ga rồi chạy. Chạy vô tới nhà của ông vậy đó. Đó thầy Long rồi chứ. Đó kêu nhậu cái kêu tắt rồi cũng lên ga không. Nè. Đi âm sầm quá. Ừ. Rồi giờ mấy anh em thăm cái đi coi im không, im thì gắn để rồi không im thì thôi. Nó có lập gì đâu có tội. Mắt thường nó nhìn thấy được chỉ để thấy mình đi thăm. Tức tức rồi. Rồi, có hai, có hai, có hai, có hai. Một bé, hai bé. Ủa, nó vô của tao ấy, vô rồi. Hai cá lóc, hai cá gô. Hai cá lóc, hai cá gô luôn. Cho nó vô vỏ trước đi. Bắt cho mạnh mẽ lên xíu rồi. Nó có gù bự ra vô lấy hết con mẹ đi. Cái sạch hai ba con chẳng à. Rồi rồi ấp nhỏ mà bỏ đi đẩy êm êm các bạn bung sùi ong. Không hơn lan trộm. Đấy, tao tưởng đâu vụ án giống của ông Bình nữa hả mà. Cái này nó làm cái gì á. Rồi mất tiêu luôn. Cá mồi. Lấy cá mồi. Trời ơi, chặt cái cây kìa. Sọt cây nó vô trong để mà nó rớt. Trời như có tặng đưa hay. Cái này vụt à. Không phải. Vụt rồi. Nó làm một lưới. Giờ bữa nay thấy cũng im rồi đó ha. Thấy được con cá nhất nữa. Cũng đỡ, đỡ khổ. Ủa có khổ không? Khổ lắm. Quá khổ. Mình vừa muốn nặng con tiếp tục các bạn. Hôm nay bây giờ mấy anh em tiếp tục lên nhanh chảnh các bạn dài dài tới đám mới muốn nè. Tổng là phải đeo này không luôn ngon ha. Đâu có thúi đâu. Rồi lấy bỏ vô túi làm bóp. Thoát rồi, có cái thắt lát mượn rồi. Thắt lát mượn. Lát. Ốc cũng trà bá luôn. Ê, anh đây có tỏi ơi. Vô đây đi còn mời bán nè ốc ăn thật lát lát đồng lát ruộng đồng đó ở đây phải mời đồng không ruộng cải giả không cái chết à. Ốc trời bá luôn bắt ốc đây. Ừ quên đem mấy cái bao lưới lên. Bao lưới bữa gì? Mua cái bao lưới bự luôn. Bao lưới bự gì? Bao lưới về ngang cỡ này. Làm gì? Về gọng gắn. Bữa hổm cái vỏ cái
lấy của người ta luôn phải không? Má hàng gì nó chửi không quá trời luôn, không có tội. Ủa của mình hả? À? Là bữa hổm của tội chửi rồi. Chửi không chửi? Bao của người ta. Cái này còn muốn nè các bạn ơi. Gà đồng cá với rau thiếu gì? Nè, à, à, nhẹ nó non cỡ này. Trước nay. Làm dưa thì khỏi nói, nấu chua đâu. Chả bán loạn nhiêu đây nè, 5.000, 5.000. Chịu lặt chút xíu. Cá bự các bạn, cá nhích. Thế này, cá này. Cá nhích. Cái này cũng 400-500 gram. Bạn có hỏi. Thế nào cũng có thằng vô nó cỡ 200 gram. Má mày mắc đuôi. Mấy thằng nó không biết ăn cá là cái là trên gì nữa. Ký. Không, cá nửa ký à. Trên dễ căng là thứ. Dễ gì. Cá đồng chắc nổi. Nặng đó. Ây da. Này thằng với tỏi sẽ. Rồi thăm giặt này các bạn. Đây có cái mương rau muống này cũng im á. Cá này không chạy. Đừng có bơi khỏi là la mù. Cái này chắc có ạ. À, im. Im gì mà không dính. Buồn cái vô mày. Ủa cái vô này các bạn ơi. Tới tay cái vô. Cái lý cái lý. Đồ cả đó nó đang chua ra. Là bao nhiêu cua hết à. Đây giờ dãy bên đây hết lợp rồi các bạn ơi, tiếp tục các bạn. Để tiếp tục những cái lợp mấy trăm này các bạn ơi. Yeah. Ừ. Một là còn, hai là mắt. Đó, này lúc này nắm nó dở lên để đại sao. Con này cá nhảy nè các bạn ơi. Xấu đi. Các bạn coi nè, tình hình nè. Còn, okay. Còn không? Còn không? Còn cái lóc các bạn ơi. Bung xà rông. Con này nó bung. Làm có nó quậy. Sưng đầu á chứ, từ từ con. Cá này cũng cỡ 200. Hơn 200 xíu. Cái này nuôi dê gì vậy? Ngoài đồng cá gì là bự rồi đó các bạn. Bao. Lắp gì mà con. Ưng nhôm nhá. Trời lắp hơn 200 gram thôi rồi. Thở đông quá, bời đặng lại đây thở như trâu. Kéo này thở cho tao biết. 300 gram.
rồi. Dạ rồi. Mốt này thủ mới có sạch theo. Dạ rồi, chơi cái gô bự không. Rồi con quỷ này làm gì mà thở dữ vậy? Nó kêu đi theo thì không chịu đâu. Quên ha, cãi hổ bia lại mát. Không bia không rượu. Bia hả? Tới luôn. Uống dừa. Đây, tiếp tục vô đây các bạn. Đặt mấy cái lợp mà nhớ cũng hay thiệt chứ. Mình bó tay. À, có đây mà. À, quá, dân nước tới này luôn. Không có phi. Nó phi cà bá luôn, cái vô luôn. Nó tưởng nó có lóc bự không trời. Má nó quậy cái đó tưởng nó vô hết rồi. Mấy cái phi cà bá. Rồi cái phi nó chua luôn. Thấy vô luôn. Cỡ đó không chỉ ngon, cỡ đó không cỡ 10 tấn cá bự này ngon. Rồi con báo rồi nè. Rồi đó nó sần mấy cái hết. Còn trăm à? Lấy con báo đi chơi nè các bạn. chìm vỏ luôn, chìm lái luôn rồi. Ngồi không là chìm lái luôn. Này hỏng đít rồi, cũng to rồi. Ơi cũng rồi đó. Không xong. Thấy hỏng đít tưởng là vô. Hết thêm à? Hết lọt luôn à? Còn vàng bên đây nữa các bạn ơi. Rúng rinh nha. Lạp này đặt lộ dữ vậy. Kính chứ. Bước lên.
Bây giờ gì dịch đồ cá mày còn đây, bữa nay dính này dính cá bự đồ cò. Giờ tới nhà ăn này còn giặt lọt ở đây chắc rồi, hy vọng này sẽ dính cá khủng, nãy dính cá nhất cũng hơi bị nhiều ạ. Vậy nó mới có cái giống như cái tinh thần để quay cũng như là để mấy anh em đặt tiếp, để phọc hoài buồn lắm. Nhổng hồ câu luôn hả? Nhổng hồ câu luôn rồi, nghe nói nhổng hồ câu rồi. Trời trời, cò sát bên. Vô vô cái lóc rồi, thằng nhám nương lòng ngập sọt luôn. Cá vậy đó mấy ông, lòng cá gì đó quý lắm các bạn. Hôm nay 250-300 vô cái nhất không, không. Đây xém luôn trời, bay vô con mắt rồi. Cái phi bự nữa. Cái này phải có cá giả hả ta? Cá mà nó trong đó nó dãy hoài vậy nè, là mình không bị hao hao mồi. Đặt lại các bạn. Long nó còn hồ nghèo luôn vậy ta. Ở không có lợ đâu đây. Cargo. À, 2 triệu mấy cái gì? Thì giờ mấy anh em ra khu này các bạn. Lần báo lại quê chơi không có gì tặng các bạn ơi, tặng hai trái bình bát.